Đã bắt đầu xây chùa Phật lớn giống như Thích Nhật Từ lên dạng. Thích Chân Quang nói về xã hội chủ nghĩa không? Đúng không? Chỉ có ở Việt Nam làm chọn được cái con đường xã hội chủ nghĩa. Còn ông Thích Nhật Từ ngày hôm qua bắt đầu lên chơi vụ cà khịa, cái vụ giáo sĩ mà Alexander Ross là cái ông mà chế ra chữ giấc ngữ chưa, từ từ tôi sẽ nói đến đó. Cái mông nào cũng có Thích Nhật Từ ở chỗ đó. Hồi lúc cái bài đầu tiên mà tôi để ý ảnh mà tôi nói khứa này làm cho tuyên giáo cái bon liền, đúng như bon, là cái vụ biểu tình Formosa. Ảnh mới có một cái bài giảng: chúng ta có nên đi biểu tình hay không? Ồ, đầu tiên tôi nghe tôi nói ông này ngon nha. Mà ở Việt Nam mà lên đăng đàn mà lên mà nói về vấn đề biểu tình, phải không? Ông Thích Nhật Từ á, cái mâm nào cũng có ảnh đó. Ảnh có một cái bài ảnh nói á, nhà tôi á, người ta nói tôi cộng sản, tôi không phải cộng sản. Nhà tôi cộng hòa cũng có, mà cộng sản cũng có. Ảnh có cái bài thuyết pháp á, ảnh nói về cái vấn đề đó. Thành không? Thành ra đó là mình phải giữ được cái nước Trung Hòa đồ. Ảnh giảng một hồi về cái vụ đi biểu tình á, nhà Phật không có cho đi biểu tình đồ này kia. Ảnh giảng một hồi rốt cuộc lại gì, quý vị biết gì không? Mình phải biết nhẫn nhịn cho qua đồ xong xuôi rồi rốt cuộc lại gì, giống cà ri lâm. Thành ra tôi mới nói á, mỗi cái chùa như vậy nó cắt cứ một khu, giống như chùa Ba Vàng không, là có một khu chia khu ra hết, bởi vì thằng nào cũng đầu tư á. Đầu tư mẹ xây tượng cho bự vô, cái đó là cái mối nắm bắt tôn giáo, cái nơi mà để điều chỉnh cái đầu của người ta. Bởi vì ban tôn giáo mới có cái chỉ đạo là cái gì? Đi sâu đi sát, phải không? Đi sâu đi sát, kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng cho thanh niên. Tức là định mấy tư tưởng của người ta mà nó định hướng luôn đó, nó dạy định hướng luôn đó. Thì quý vị mới biết là, thành ra tôi mới nói là tự sướng, tự viết ra luôn. Đa đảng là không cần thiết, đa đảng là không có tạo ra cái biến động xã hội đâu. Đa đảng là tạo ra những cái hệ lụy về văn hóa kinh tế. Bởi vậy chỉ có Cộng sản Việt Nam mới đưa dân tộc từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, rồi tự sướng. Đó là tự sướng.